Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612. Kính thưa quý vị, đây là chương trình Y tế Cộng đồng đến với quý vị mỗi chiều thứ hai từ 7 giờ đến 8 giờ. Và thưa quý vị có thể gọi vào bất cứ lúc nào số 714-893-3264 để đặt những câu hỏi liên quan đến y tế, đến sức khỏe, đến bệnh trạng, thuốc men quý vị đang dùng. Nếu quý vị không có cơ hội gọi vào, quý vị có thể email chúng tôi qua ytelstv@gmail.com. Và thưa quý vị, trong khi chờ đợi quý vị gọi vào số 714-893-3264, thì chuyện đầu tiên hôm nay tôi rất hân hạnh giới thiệu cùng quý vị bác sĩ Mai Chính. Xin kính chào bác sĩ Mai Chính. Xin kính chào bác sĩ Toản. Xin kính chào quý khán giả của đài Little Sài Gòn TV. Vâng, thưa quý vị, thì quý vị biết là chúng tôi rất là bận. Bác sĩ Mai Chính như tôi sáng nào cũng sạc rất là sớm, mà tới sau gần như là nếu hôm nay ở đây như vậy thì gần 12 tiếng đồng hồ một ngày. Dạ vâng. Thành ra cảm ơn bác sĩ Mai Chính rất là nhiều, bỏ chút cơ thì giờ quý báu với gia đình phải không? Dạ vâng. Với cho chính mình để relax đến đây thì cảm ơn bác sĩ Mai Chính. Thì trong khi chờ đợi quý vị gọi vào số 714-893-3264 thì tôi lần lượt trả lời những câu hỏi mà quý vị đã gửi đến chúng tôi qua ytelstv@gmail.com. Cái email này chúng tôi thấy ở trên màn hình, quý vị sẽ thấy rõ. Thưa bác sĩ Chính, thì có một gần đây có một số khán giả gọi và bảo nghe nói là tôi coi đài Mỹ, đài TV, tôi coi đài Việt Nam cũng nói là cái thuốc mà để cho chống GERD đó, chống bị reflux, nhưng mà là bị Việt Nam gọi là hở cung bao tử, là nó bị dội hơi lên đó, thì là ranitidine, tên brand name là Zantac, là bị recall. Thì trường hợp là như thế nào vậy bác sĩ Chính? Cái Zantac hay là còn gọi là ranitidine thì vừa rồi có recall, nhưng mà vẫn khuyên là những cái thuốc mới chưa có gửi đi đó thì không gửi đi, nhưng mà còn những cái thuốc mà trên đã gửi đi rồi đó thì vẫn có thể bán được, có nghĩa là nó không có bị nặng lắm. Cái lý do mà người ta recall là tại vì trong cái thuốc đó nó có một cái phần chất nhỏ trong đó, chất phụ gia trong đó mà nó có cái tác dụng là gây ung thư. Tác dụng đó nó chưa có rõ ràng, nhưng mà FDA thì recall cái lô thuốc đó. Thì hiện tại thì phòng mạch của chúng tôi thì chúng tôi khuyên bệnh nhân là nên đổi thuốc và ngưng không sử dụng thuốc đó nữa cho tới khi nào mình có cái hướng dẫn cụ thể hơn. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, thì theo cái thông cáo ngày 13 tháng 9 của FDA nó ra đó, thì họ nói là khi mà họ kiểm soát những cái thuốc mà làm từ những nước ở Á Châu, ví dụ như quý vị biết là khi mà cái thuốc brand name nó ra là Zantac nó ra, rồi sau một thời gian thì những con nó có tính gọi là generic, thì những cái thuốc này làm ở Á Châu thì như là ví dụ như Đông Nam Á mình, ví dụ như là hay là ở China, ở Trung Hoa, hay là ở Indonesia, ở India, thì sức Mỹ là họ để kiểm soát rất là chặt chẽ. FDA họ đi họ kiểm soát, họ thử. Thì họ thử mới thấy là có trong những cái thuốc đó đó có một cái chất vẩn độc gọi là NDMA, nitrosodiamphetamine. Thì cái chất này đó, người ta nói là cái chất này nó rất là ít chứ không có nhiều, rất là ít. Nó cũng giống như ngày xưa mà quý vị mấy cách đây vài tháng mà cái thuốc mà hao cao huyết á, cái van sạc tan hay là cái lô sạc tan nó bị recall đó, thì nó cũng có những chất này cho nên. Dạ vâng. Ok, thành ra nếu mà quý vị hiện tại uống Zantac thì tùy quý vị. Nếu mà quý vị ví dụ có nhiều bệnh nhân đang uống Zantac mà uống cả 3 tháng, bác sĩ viết toa 3 tháng, mà quý vị sợ, quý vị không muốn thì quý vị cứ đến bác sĩ xin đổi. Dạ vâng. Thì tôi đã gặp nhiều trường hợp bệnh nhân đến với tôi xin đổi đi bác sĩ. Thì ok, no problem, có rất là nhiều thuốc chứ không phải Zantac không, thì tôi đổi cho bệnh nhân. Dạ vâng. Còn những người nào mà mua thuốc ở over the counter, tại vì cái Zantac nó bán over the counter, một cái dạ, dose nó nhỏ hơn. Dạ đúng rồi. Thì quý vị tùy quý vị thôi. Như bác sĩ Chính nói đó là nó vẫn còn bán được. Dạ vâng. Nhưng mà mình sợ thì đừng mua. Dạ vâng. Thì mình đổi thuốc khác, tôi rất nhiều thuốc. Bây giờ trên đường dây tôi có một khán giả, xin nhớ biết tuổi ở đâu và câu hỏi. Dạ, dạ xin chào hai vị bác sĩ. Dạ tôi năm nay 64 tuổi bác sĩ. Dạ tôi muốn hỏi bác sĩ là cái thuốc mà omega 3 á, thuốc bổ đó, uống đó, nó có ích gì không bác sĩ? Nó có giảm mỡ không bác sĩ? Bác sĩ Chính.
Omega 3. Dạ vâng. Cái chất omega 3 đó thì hay gọi, tiếng Việt của mình còn hay gọi là dầu cá đó, thì nó có tác dụng là nó cũng giảm cái triglyceride một chút nha. Thì cái người ta dùng dầu cá nhiều cho những cái người bệnh nhân yếu mắt, thì nó có mấy cái vitamin A thì cũng cũng tốt. Nhưng mà LDL á, cái chất mỡ chính mà gây cái những cái đọng những cái trong cái mạch máu đó thì lại nó không không có tác dụng nhiều. Dạ vâng. Để tiếp lời bác sĩ chính thì để trả lời bà, cái omega 3 đó thì nếu bà mà mua ở ngoài chợ, đi mua over the counter hay là mua ở Costco đó, thì muốn cho hạ mỡ xuống này phải uống một liều lượng rất là nhiều, uống rất là một hai viên ăn thôi vậy đó. Yeah. Cái lượng rất là cao. Thì thường thường các bác sĩ đó thì thường thường prescribe một cũng cái omega 3 nhưng mà nó qua nó đã được FDA nó chấp thuận rồi là cái Lovaza. Lovaza thì uống thì nó tương đối phải có bác toa bác sĩ chứ không mua cao ra được. Thì trả lời yes, nó có hữu dụng nhưng mà nó không được hữu dụng mạnh lắm, phải uống một cái liều lượng rất là cao chứ không phải là uống một hai viên mà nó đỡ được đâu. Cái thành ra uống cái omega 3 cái quan trọng nhất vẫn phải ăn kỹ, bớt những cái đồ mà dầu mỡ chiên xào nhiều thì ok. Dạ, nó cũng giúp nhỉ, phần nào thôi. Nói như vậy có nghĩa là omega 3 là nó có giảm mỡ, nó làm mình giảm mỡ xuống hả bác sĩ? Dạ, yeah, có chứ, nó có một nếu mà với tôi nhấn mạnh là uống một cái liều lượng rất là cao. Ngày uống có thể 5-10 viên một ngày thì nó mới có hữu dụng. Nhưng mà cái toa bác sĩ viết cho Lovaza thì một viên đủ rồi, một ngày hai viên cũng được. Dạ, bây giờ tôi đang uống cái omega 3 500mg bác sĩ, ngày viên. Tôi nghĩ là về không đủ đâu. Nhưng mà tùy theo cái lượng máu ở trong cái coi cholesterol, triglyceride cũng như là bà có bệnh gì khác, bà có bị tim mạch hay không, bà có bị bệnh cao đường, cao mỡ. Những cái yếu đó là những cái yếu tố mà chúng tôi phải ngồi vô nhìn vô bác sĩ mới quyết định là bệnh nhân uống bao nhiêu mới vừa, bao nhiêu đủ. Ồ, hiện tại chưa có bị bệnh gì hết bác sĩ. Ồ, nếu mà không bệnh gì thì không nên uống phải bác sĩ. Bác chính có thấy yeah. Nghĩ sao? Nếu mà không bị bệnh gì thì chắc là cũng không nên uống nhiều ha cô ha. Thường thường là tôi uống omega 3 để những người họ bị tiểu đường, cao máu hay là cao mỡ không, hay là họ mập phì hay là gì họ sợ đó, họ sợ cái risk gì ở trên đó. Uống cái đó để ngừa bị stroke, bị tai biến động mạch não, ngừa bị đứng tim hay bị hơi ác tắc thì mới uống thôi. Còn nếu mà bà không mập phì, bà không bị tiểu đường, không cao máu, đâu cần uống chi. Mới là ăn uống nó kỹ rồi mà đi bộ exercise thì là đủ rồi. Nhưng mà cái đường nó thì nó hơi cao, với là mỡ nó hơi cao một chút. Nhưng mà chưa có uống thuốc bác sĩ. Thế nếu mà bác sĩ chính thì sao? Nếu bây giờ một người mà bao nhiêu tuổi tôi quên rồi hả? Dạ 64. 64 phải không? Xin hỏi bác là đường của cô như vậy đó, cô nói cao một chút và mỡ cao một chút là cao bao nhiêu? Đường cho thì nó khoảng 5.7. Borderline. Còn mỡ thì sao? Dạ mỡ thì giờ nó bác sĩ nói là nên uống thuốc, nhưng mà tôi nói là tôi đã ghẻ, tôi không dám uống thuốc. Để tôi thử ăn coi như thế nào, cho nên tôi muốn uống cái omega 3 để cho nó bớt mỡ xuống, được không bác sĩ? Dạ được, nhưng mà cái chính á, là tại vì cái đường của bác á, nó cũng là borderline, là tiếng Việt gọi mình là tiền tiểu đường đó. Có nghĩa là bác đang mấp mé để vô cái tiểu đường, cộng với cái mỡ nữa thì hai cái đó cộng lại cũng không có hay lắm. Thì bác nên tập thể dục là chính nha, tập thể dục với giữ cái chế độ ăn cho giảm dầu mỡ lại, giảm cái chất tinh bột lại thì sẽ tốt hơn. Omega 3 uống cũng được, nó phụ thêm chút nhưng mà không phải là thuốc chính. Dạ vâng. Dạ biết. Thì uống omega 3 để cho nó giảm bớt cái chiếu mỡ, nó uống nó cũng tốt chứ không tốt, không phải là không tốt hả bác sĩ hả? Dạ đúng, không có gì có hại hết. Dạ. Dạ. Dạ nhưng mà còn một câu nữa. Dạ, tôi đang uống cái thuốc sốt xương đó bác sĩ. Dạ, mà vâng. Mỗi ngày một viên. Nhưng mà cái thuốc này á, bác sĩ nói là uống phải 3 năm thì để đi thử lại cái xương. Thì bây giờ tôi đang hỏi là cái thuốc này uống trong vòng 3 năm nó uống thời gian lâu như vậy nó có phản ứng gì không bác sĩ? Nó có bị phản ứng phụ gì không bác sĩ? Bây giờ tôi muốn hỏi lại bà là bà uống thuốc thì bà có biết cái tên không? Cái thuốc mà bà đang uống ngày một viên á,
có tên nó là gì vậy? Tên là ok, để tôi spell á, tiếng nó kêu bằng Zalo gì? A-A-A-L-O-X-S-E-N-E. Thường thường cái này đó thì theo tôi hiểu đó thì nó là một cái hormone mới uống mỗi ngày. Chứ nếu mà bà uống cái như là Alendronate thì uống một tuần một viên. Thường thường là mấy cái người này đó thì có một số, bà có bị mổ tử cung hay là bà có mổ bồng trứng không? Ok. Thì ông nói ông thử xương, nói tôi xương tôi hơi bị sốt. Yeah. Có nhiều cái thuốc mà rỗng xương nó có nhiều loại lắm. Một loại thường thường là Alendronate thì uống một tuần một viên, có một loại thuốc một tháng chích một mũi, có một thứ 6 tháng chích một mũi. Nhưng mà thuốc bà uống đó, nó là thuốc là hormone phụ nữ đó, estrogen đó, để cho nó bớt sống xương thì raloxifene. Yeah, thì nhưng mà uống lâu có sao không chị? Well, thường thường bà, theo tôi thì bà uống 3 năm đó, bà nên uống cái này thì cái tuổi của bà, nếu mà tôi đề nghị là bà một ít ra là 2 năm một lần phải làm một chục mammogram pap smear. Be sure là không có ung thư vú, ung thư tử cung. Dạ vâng. Đó là một cái risk khi uống cái hormone. Thành ra cái tuổi này 1-2 năm phải đi làm pap smear mammogram một lần to be sure. Thuốc nào mà nhất là hormone có cái risk chứ phải không? Ok. Thì vậy nên người ta mới giới hạn là 3 năm rồi. 3 năm chụp lại coi thuốc có hữu hiệu hay không. Nếu không thì phải đổi thuốc khác. Thường thường là bệnh nhân mà uống cái như là Alendronate cũng vậy phải không? Dạ vâng. Uống một tuần uống một viên. Cũng 3 đến 5 năm là phải làm lại cái dexabonsetin nó đỡ chưa. Dạ. Nhưng mà uống cái gì cũng vậy, bà nên uống theo calcium kèm theo nha. Dạ đúng rồi. Không có calcium là cái thuốc bà uống nó vô ích. Dạ đúng rồi. Tối thiểu là một ngày một viên 500 hay là 2 viên còn tốt nữa. Dạ vâng. Nhưng mà nhớ là bà uống calcium á thì nó sẽ làm cho bà bón, chịu khổ nhiều nước cho tôi. Dạ vâng. Uống calcium rất là nhiều nước thì để cho nó khỏi bị bón. Dạ. Yeah. Ăn rau cải, ăn rau cải trái cây cho nhiều. Với vitamin đó, ok. Yeah. Bây giờ bà hỏi vitamin gì? Bây giờ thế này, phần xin lỗi bà, phần đầu của chúng tôi đến đây xin tạm gián đoạn dành phần quảng cáo những cơ sở thương mại bảo trợ chương trình. Tuy nhiên tôi tiếp tục nói chuyện với bà off air nhé.